Xin chào các bạn. Lâu nay, câu chuyện về mở rộng quỹ đất về phía biển hay còn gọi là lấn biển đã trở thành một hướng đi tích cực cho các đô thị ở khu vực ven biển trên thế giới. Bởi nó không chỉ giúp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước mà còn phục vụ nhu cầu sinh sống của người dân khi mà quỹ đất trống hiện hữu ngày càng ít dần. Ở cấp độ châu Á thì Marina Bay Sands của Singapore chính là một thành phố lấn biển lớn nhất và cao cấp nhất châu Á. Đây là một tổ hợp khu kinh doanh, nghỉ dưỡng, kết hợp casino tọa lạc bên bờ vịnh Marina. Nó mở cửa vào năm 2010 và được xây dựng trên diện tích lấn biển với việc đổ cát được bắt đầu từ những năm 1970. Hòa vào xu hướng chung của thế giới, một số quốc gia Đông Nam Á hiện nay cũng đang có những kế hoạch hình thành nên các đô thị lấn biển với mục tiêu chính là phát triển kinh tế cũng như mang lại nhiều cơ hội mới để phát triển đất nước. Và thành phố Rim, siêu dự án lấn biển trị giá 16 tỷ đô la Mỹ của Campuchia cũng chính là một ví dụ điển hình như thế. Và đây cũng là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Thành phố Rim, siêu dự án lấn biển trị giá 16 tỷ đô la. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng của các vùng ven biển và áp lực gia tăng dân số ngày càng lớn, cũng như mâu thuẫn giữa sự thiếu hụt tài nguyên đất và tài nguyên không gian ngày càng trở nên nổi cộm, thì việc lấn biển phát triển đô thị là một trong những phương thức được nhiều quốc gia sử dụng hiện nay. Trong nhiều năm qua, tỉnh Prea Sihanouk với trái tim là thành phố Sihanoukville đang nhận được rất nhiều sự đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn đến từ Trung Quốc. Hàng loạt công trình hạ tầng tầm cỡ quốc tế đã và đang được xây dựng, phần nào giúp cho khu vực phía nam đất nước Chùa Tháp cất cánh về mọi mặt. Thế nhưng đi cùng với đó cũng làm dấy lên nhiều mối quan ngại về những hệ lụy có thể gây ra đối với người dân địa phương và môi trường. Dường như Sihanoukville đã không thể chống chọi với sự thay đổi quá nhanh này, và nơi đây nhanh chóng trở thành một thiên đường cờ bạc nhức nhối của Campuchia. Chính vì vậy mà vào năm 2021, chính quyền Campuchia đã cấp phép cho một dự án chiến lược mới tại tỉnh Prea Sihanouk, đó là thành phố Rim. Đây là một dự án lấn biển đầy tham vọng của Campuchia nhằm biến một vùng đất được cải tạo rộng khoảng 934 ha trở thành một thành phố xanh ven biển đáng sống và có đầy đủ tiện ích thông minh. Cụ thể thì nó sẽ được phát triển trên vùng đất khai hoang nằm ở vị trí thuận tiện cách sân bay quốc tế Sihanouk chỉ khoảng 5 phút lái xe. Có thể nói, thành phố Rim là một trong những dự án phát triển lớn nhất từ trước đến nay của đất nước Chùa Tháp, với kế hoạch biến nơi đây trở thành trung tâm du lịch, thương mại, đồng thời là nơi sinh sống của khoảng 130.000 người. Ước tính dự án này sẽ tiêu tốn khoảng 16 tỷ đô la, tương đương 60% GDP của Campuchia vào năm 2021. Do có kinh phí khổng lồ, nên chính phủ nước này đặt nhiều kỳ vọng thành phố Rim có thể là một phiên bản thu nhỏ của Singapore. Từ đó nó sẽ tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh Prea Sihanouk nói riêng và Campuchia nói chung. Dự án đầy tham vọng này được khởi xướng bởi công ty phát triển Canopy Sands, một thành viên của tập đoàn Prince Holding. Đây là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Campuchia với các doanh nghiệp thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển bất động sản, ngân hàng, tài chính, hàng không, du lịch, logistics, công nghệ, thực phẩm và một số lĩnh vực khác. Đặc biệt, tập đoàn Subana Jurong của Singapore sẽ chịu trách nhiệm trong công tác tư vấn quy hoạch khu đô thị, cùng với đó là tư vấn kiến trúc cho các dự án mà Canopy Sands Group chuẩn bị triển khai. Nói một chút về Subana Jurong thì đây là tập đoàn tư vấn có chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan và quản lý dự án trong nhiều loại hình khác nhau thuộc lĩnh vực phát triển đô thị và bất động sản. Đến nay, Subana Jurong đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều tổ chức, tập đoàn lớn và hoạt động tại 40 quốc gia trên thế giới. Theo như phía công ty Canopy Sands Development Group công bố, thì dự án sẽ được xây dựng trong vòng 20 năm, bao gồm 3 giai đoạn chính. Trong đó thì giai đoạn xây dựng đầu tiên sẽ diễn ra từ năm 2021 đến năm 2025. Đây là giai đoạn mà các đơn vị thi công tiến hành bồi đắp cát để hình thành nên thành phố lấn biển này. Sau khi bồi đắp xong, nó sẽ tiếp tục được cải tạo để có thể trồng được cây xanh và xây dựng cơ sở hạ tầng trên đó. Mục tiêu chính trong giai đoạn này là có thể xây dựng một khu giải trí tích hợp nằm trên một khu vực rộng 50 ha. Giai đoạn xây dựng thứ hai kéo dài từ năm 2025 đến năm 2035 sẽ phát triển thành từng khu vực cụ thể, chẳng hạn như đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông công cộng, các công trình nhà ở, công viên cùng một số công trình hạ tầng phục vụ cho các tiện ích khác. Ngoài ra thì đường bờ biển dài 6 km cũng sẽ dần được hình thành trong giai đoạn này. Giai đoạn xây dựng cuối cùng diễn ra từ năm 2035 đến năm 2045 với sự phát triển đồng bộ của cơ sở hạ tầng và tăng trưởng dân số ổn định. Có thể nói, khu vực rộng 934 ha nằm ở ven biển tỉnh Prea Sihanouk sẽ trải qua sự chuyển đổi đáng kể về mọi mặt và có khả năng giống với Singapore hơn bất kỳ nơi nào khác ở Campuchia khi sở hữu hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà hàng, công viên, các câu lạc bộ vui chơi giải trí cũng như bến du thuyền. Nhìn chung thì nơi đây chắc chắn sẽ là một thành phố du lịch mới mẻ và là một nơi đáng sống khi có thể đáp ứng được nhu cầu của cả khách du lịch và người dân địa phương.
Cho tới nay thì dự án thành phố Rim vẫn đang trong giai đoạn xây dựng đầu tiên nên hầu như vẫn chưa có nhiều công trình hạ tầng đáng kể được xây dựng, ngoại trừ khu giải trí tích hợp đã cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2013. Theo đó, vào ngày 6 tháng 12 năm 2013, dự án này đã có một bước tiến đáng kể với việc khánh thành câu lạc bộ và các cabin bãi biển Summer Bay. Câu lạc bộ tiêu chuẩn quốc tế này trải rộng trên khu đất 9.000m² sẽ cung cấp nhiều tiện ích khác nhau như quầy bar bên hồ bơi và khu ăn uống ngoài trời. Buổi lễ khai mạc có sự hiện diện của tỉnh trưởng tỉnh Prasianuk là ông Kost Chamreom và quốc vụ khanh thường trực của Bộ Du lịch là ông Thich Chantha. Cả hai đều đánh giá cao tiềm năng của dự án trong việc nâng cao vị thế của tỉnh Prasianuk trên thị trường du lịch toàn cầu, cũng như tác động tích cực của nó đối với nền kinh tế địa phương và thị trường việc làm. Nằm gần câu lạc bộ này còn có khu lưu trú có 60 phòng nghỉ nhìn ra biển, phù hợp với khách du lịch có nhu cầu nghỉ dưỡng và ngắm cảnh biển. Ngoài ra còn có một số điểm vui chơi giải trí thú vị, từ nhảy bungee ở độ cao 32m, đua xe go-kart cho đến bắn súng sơn. Đây đều là những loại hình giải trí đầu tiên được triển khai ở khu vực ven biển của Campuchia và chắc chắn nó sẽ mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời cho du khách khi đến đây. Hạ tầng giao thông. Hiện có 3 tuyến đường bộ chính giúp kết nối thành phố Rim với các khu vực khác trong tỉnh Prasianuk, đó là đại lộ Chumthep Mao, Rim Beach và Rim. Đây đều là những tuyến đường trọng điểm nằm trong kế hoạch mở rộng 34 tuyến đường mới trị giá 300 triệu đô la Mỹ vào năm 2019 mà Thủ tướng Campuchia khi đó là ông Hun Sen chỉ định xây dựng. Theo thiết kế thì 3 tuyến đường này đều có bao gồm 6 làn xe và có 2 chiều lưu thông. Trong đó, đại lộ Rim Beach được nối với cả hai đại lộ Chumthep Mao và Rim. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 6 km và chiều rộng khoảng 27 m. Đi về phía tây, đại lộ này sẽ giao với đại lộ Chumthep Mao hay còn được gọi là đại lộ 47, dài 9 km và rộng 27 m tại vòng xoay Priathong Niang Nik. Vòng xoay này cũng là một trong những công trình đã được Thủ tướng Hun Sen phê duyệt xây dựng cách đây 5 năm. Điều đặc biệt của nó chính là hai bức tượng được dựng ở trên, có mặt hướng ra biển. Theo văn hóa dân gian của đất nước Chùa Tháp, thì hoàng tử Priathong và công chúa Niang Nik chính là những người đã khai sinh ra quốc gia Campuchia, cũng như là tổ tiên của dân tộc Khmer. Hai bức tượng khổng lồ này có chiều cao hơn 21 mét. Chúng được tạc tại Trung Quốc và sau đó được vận chuyển về Campuchia bằng đường biển, thông qua cảng Sihanoukville vào ngày 25 tháng 3 năm 2022. Từ vòng xoay Priathong Niang Nik đi về phía bắc, thì đại lộ Chumthep Mao sẽ thông ra quốc lộ 4, đoạn gần đặc khu kinh tế Sihanoukville. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch của Campuchia, có chiều dài 230 km. Và nối liền thành phố cảng Sihanoukville với thủ đô Phnom Penh. Ngoài ra thì một tuyến đường cao tốc kết nối hai khu vực này cũng đã được thông xe vào tháng 10 năm 2022. Công trình có chiều dài 187 km và bao gồm 4 làn xe cùng chi phí đầu tư trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Đây là đường cao tốc đầu tiên của Campuchia. Nó cắt giảm thời gian di chuyển giữa hai thành phố từ 6 tiếng xuống còn chỉ 2 tiếng rưỡi. Còn nếu đi về phía nam thì đại lộ Chumthep Mao sẽ được kết nối với tuyến vành đai ven biển. Trên cung đường này, du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn nhiều bãi biển đẹp như bãi Oches hay bãi Okutio, cùng một số điểm đến thú vị khác. Còn đi về phía đông, đại lộ Rim Beach sẽ giao với đại lộ Rim hay còn được gọi là đại lộ 45. Tại vòng xoay có dựng bức tượng Shiva và vợ của ông là Parvati. Cũng giống như Chumthep Mao thì đại lộ Rim cũng có chiều dài là 9 km và chiều rộng là 27 m. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2023, chính phủ Campuchia đã quyết định đặt thêm một tên mới cho con đường này. Đó là đại lộ hữu nghị Campuchia Maldives, như biểu tượng của tình hữu nghị giữa đất nước Chùa Tháp với quốc đảo Maldives. Đây không phải lần đầu tiên Campuchia đặt tên đường để biểu thị cho tình cảm gắn bó với các quốc gia khác. Trước đó vào năm 2018 cũng đã diễn ra lễ khánh thành và đưa vào sử dụng đại lộ hữu nghị Phnom Penh Hà Nội, có tổng chiều dài hơn 10 km tại thủ đô của Campuchia. Nó thuộc dự án xây dựng đường vành đai 2 của Phnom Penh, kết nối nhiều quốc lộ lớn của đất nước Chùa Tháp. Nhìn chung thì đại lộ Rim là một tuyến đường huyết mạch khi nó có thể giúp thành phố mới Rim kết nối được với nhiều địa điểm quan trọng nằm dọc theo tuyến đường này. Chẳng hạn như quân cảng Rim nằm cách thành phố này gần 3 km về phía nam. Đây không chỉ là một trong những căn cứ quân sự chiến lược của Campuchia tại Vịnh Thái Lan, mà trong nhiều năm trở lại đây, nó còn là nơi phục vụ cho các lợi ích quân sự của Trung Quốc. Ngoài ra, trên lộ trình từ vòng xoay Shiva và Parvati thông ra quốc lộ 4, còn có sân bay quốc tế Sihanouk nằm cách vòng xoay này khoảng 3 km về phía bắc. Và hiện đây cũng là sân bay quốc tế thứ 3 của đất nước Chùa Tháp. Sân bay ban đầu có tên là sân bay Khang Khen. Nó được xây dựng và hoàn thiện vào những năm 1960 với sự hỗ trợ của Liên Xô. Nhưng với những biến cố dồn dập như đảo chính, chiến tranh, diệt chủng trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của Campuchia trong thế kỷ 20 đã khiến sân bay ngừng hoạt động trong một thời gian dài. Và đến ngày 5 tháng 1 năm 2007 thì nó mới được mở cửa hoạt động trở lại. Cũng trong thời gian này, sân bay Khang Khen tiếp tục được đổi tên thành sân bay quốc tế Sihanouk để tri ân cố quốc vương Norodom Sihanouk.
Bên cạnh đó, nó cũng được tu sửa để kéo dài đường băng lên thành 2.500m nhằm đón được các máy bay tầm trung đến cỡ lớn. Tuy nhiên, vào tháng 6 cùng năm, chuyến bay U-4241 của hãng PMTEL trên đường từ Siem Reap đến Sihanoukville đã bị rơi khoảng 5 phút trước khi hạ cánh, khiến toàn bộ 22 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng. Vụ tai nạn này đã khiến cho sân bay một lần nữa ngừng hoạt động. Mãi cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2013, tức là gần 6 năm đóng cửa, thì hoạt động chuyên chở và tiếp đón hành khách tại sân bay Sihanouk mới được khai thác trở lại. Đây đều là các chuyến bay kết nối Sihanoukville với Phnom Penh, Siem Reap và một số thành phố của Trung Quốc. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, Cambodia Airports, công ty khai thác và phát triển cả 3 sân bay quốc tế ở Campuchia cho biết, họ đã hoàn thành việc mở rộng và nâng cấp đường băng sân bay quốc tế Sihanouk trong kế hoạch mở rộng hoạt động thời kỳ hậu Covid-19. Dự án tham vọng trị giá 58 triệu đô la này được tiến hành từ tháng 7 năm 2018 với mục tiêu phục vụ các máy bay cỡ lớn có thể cất và hạ cánh an toàn như Boeing B-777-300ER hoặc Airbus A350-1000. Theo đó, thì đường băng của sân bay quốc tế Sihanouk đã được sửa chữa và mở rộng thêm 800m, cụ thể là từ 2.500m lên thành 3.300m. Đồng thời, công ty Cambodia Airports cũng tiến hành lắp đặt hệ thống đèn LED chiếu sáng ở khu vực sân bay nhằm giúp giảm khí thải CO2. Theo giám đốc điều hành Cambodia Airports là ông Alan Brun, thì việc nâng cấp đường băng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng khả năng tiếp nhận các chuyến bay đường dài trực tiếp bằng máy bay thân rộng với thành phố duyên hải Sihanoukville. Với công suất phục vụ trung bình khoảng 1 triệu lượt khách mỗi năm, và chỉ tính riêng năm 2019 là 1,68 triệu lượt khách, thì sân bay quốc tế Sihanouk được coi là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và du lịch của tỉnh Prea Sihanouk nói riêng và của Campuchia nói chung. Đặc biệt, sân bay này còn nằm rất gần thành phố Rim. Chính vì vậy, trong tương lai, nếu thành phố này đi vào hoạt động cùng với hàng loạt công trình và tiện ích quy mô lớn của nó, chắc chắn sẽ là địa điểm du lịch đầu tiên mà nhiều du khách lựa chọn đến thăm khi đặt chân đến tỉnh Prea Sihanouk. Bên cạnh các kết nối trên đất liền, thì sau khi bến du thuyền với hạ tầng đạt chuẩn quốc tế tại thành phố Rim đi vào hoạt động, thì nó sẽ giúp việc kết nối thành phố này với các hòn đảo du lịch nổi tiếng ở vịnh Thái Lan trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, như Koh Takiev, Koh Rong Samloem và Koh Rong. Điều này không chỉ giúp đẩy mạnh các hoạt động du lịch biển đảo, mà nó còn hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm vui chơi thú vị, nhưng đậm chất trải nghiệm của giới thượng lưu. Nhìn chung thì thành phố Rim gần như hội tụ đủ với các hạ tầng giao thông từ đường bộ, đường hàng không cho đến đường thủy nội địa. Chính vì vậy mà trong tương lai, nơi đây sẽ là một trong những đầu mối giao thông quan trọng của Campuchia khi có thể kết nối với các tỉnh thành trong khu vực và thủ đô Phnom Penh. Đặc biệt, thành phố cũng sẽ góp phần mở rộng liên kết giao thông hàng hải quốc tế của khu vực phía nam đất nước Chùa Tháp. Tiềm năng của dự án thành phố Rim. Theo giám đốc công ty Canopy Sands là ông Khong Quang Phúc, thì cơ sở hạ tầng tại thành phố Rim sẽ được thiết kế hài hòa với môi trường, tạo nên một không gian xanh mát với nhiều cây cối để người dân làm việc và sinh sống. Ông Khong cũng cho rằng các báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi xây dựng thành phố Rim đã được thực hiện kỹ lưỡng cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia địa phương. Với tầm nhìn hướng đến tương lai cũng như cam kết phát triển bền vững và hiệu quả, thì thành phố Rim cũng sẽ khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng thay vì phương tiện cá nhân. Điều này sẽ góp phần làm giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, thì một mạng lưới công viên được xây dựng tại thành phố không chỉ giúp bầu không khí ở đây trong lành hơn, mà nó hứa hẹn còn là một điểm đến du lịch sinh thái đầy tiềm năng của Campuchia. Hiện du lịch là một trong những trụ cột quan trọng trong nền kinh tế của Campuchia. Bằng chứng là lượng du khách quốc tế đã tăng lên đáng kể trong nhiều năm trở lại đây, mà đông đảo nhất vẫn là những du khách đến từ Trung Quốc. Bên cạnh một Sihanoukville đã quá quen thuộc, thì sự hiện diện của Rim chắc chắn sẽ gây ấn tượng không hề nhỏ, khi thành phố này có đầy đủ cơ sở hạ tầng từ resort, khách sạn, nhà hàng cho đến khu giải trí đầy sôi động. Cùng với đó là đường bờ biển dài 6 km ở vịnh Thái Lan, tương đương với bãi biển Sầm Sơn của nước ta, có thể trở thành con át chủ bài của thành phố và đủ đáp ứng cho các nhu cầu vui chơi giải trí của khách du lịch trong và ngoài nước. Khi đi vào hoạt động, dự án đô thị lấn biển đầy tiềm năng này không chỉ giúp thay đổi hình ảnh đã đi xuống của tỉnh Prea Sihanouk vì cờ bạc mà còn có thể giúp nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng hơn nữa. Từ đây, Prea Sihanouk chắc chắn sẽ trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về cả hạ tầng lẫn kinh tế. Đó còn là chưa kể những lợi ích xã hội mà thành phố Rim sẽ mang lại cho khu vực này, khi các cơ sở lưu trú, nhà hàng và khu vui chơi giải trí sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, cũng như thu hút một lượng lao động từ các tỉnh thành khác đến đây để làm việc. Bên cạnh đó, Canopy Sands hiện còn đang tài trợ cho 400 sinh viên Campuchia có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm cả những sinh viên sống gần khu vực phát triển dự án. Và sau khi những sinh viên này tốt nghiệp, phía công ty hứa hẹn sẽ cung cấp các cơ hội thực tập cũng như việc làm chính thức tại thành phố Rim. Ngoài ra, một phần trong kế hoạch thành phố Rim là nhà ở có giá cả phải chăng.
Theo ông Khâm Quang Phúc, thì họ sẽ cung cấp nhiều loại nhà để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dân. Trên thực tế, giá của những căn nhà này sẽ tùy thuộc vào nhu cầu thị trường. Với sự gia tăng dân số dự kiến của người dân địa phương và người nước ngoài trong khu vực, thì giá bất động sản có thể tăng lên khi nhu cầu ngày càng tăng. Tuy nhiên, phía công ty cũng cam kết rằng sẽ làm việc chặt chẽ với chính phủ để tìm cách giảm thiểu mối lo ngại này một cách tốt nhất. Nhìn chung thì theo như nhận định của giám đốc công ty Canopy Sands, sự phát triển của thành phố Rim về lâu dài chắc chắn sẽ mang lại lợi ích trên nhiều lĩnh vực cho Campuchia. Những thách thức trong tương lai. Tiềm năng và lợi ích của thành phố Rim mang lại cho Campuchia là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những rủi ro và thách thức cũng không hề nhỏ. Dự án này có thể sẽ không được lòng một bộ phận người dân bản địa, vì thực tế cho thấy sứ mệnh của thành phố Rim đang theo đuổi cũng như quy mô cơ sở hạ tầng hiện nay dường như chỉ phù hợp với các tầng lớp lao động trẻ tuổi. Chính vì vậy, những người dân vốn đã lớn tuổi và sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá hàng chục năm qua tại khu vực này chắc chắn sẽ khó hòa nhập với định hướng phát triển của thành phố Rim. Tiếp đó, đi cùng với quy mô hiện đại như vậy thì giá cả thuê nhà ở và chi phí sinh hoạt tại đây sẽ tương đối cao so với mức thu nhập của người dân tại đây. Đó là còn chưa kể Campuchia hiện vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất khu vực Đông Nam Á, với GDP bình quân đầu người vào năm 2023 chỉ đạt khoảng 1.920 đô la Mỹ. Ngoài ra, việc xây dựng thành phố này chắc chắn sẽ có những tác động tiêu cực với môi trường tự nhiên xung quanh. Dù đã được thẩm định về độ an toàn đối với môi trường, thế nhưng điều này vẫn không thể nói trước được, bởi tác động thực tế của thành phố Rim đối với môi trường sinh thái trong khu vực sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong tương lai. Điển hình như nguồn nước thải của thành phố nếu không được xử lý cẩn thận mà đổ ra biển chắc chắn sẽ gây ô nhiễm nguồn nước và làm mất cân bằng hệ sinh thái trong khu vực. Dù vậy thì mối quan ngại lớn nhất của nhiều người dân Campuchia đó là nhiều dự án lấn biển tỷ đô đã không mang lại hiệu quả cho nền kinh tế. Điển hình là siêu dự án 100 tỷ đô la ở Malaysia mang tên Forest City. Thành phố này dành cho 700.000 người sinh sống trên diện tích 1.370 ha của 4 hòn đảo nhân tạo. Cuộc sống tại đây với đầy đủ tiện nghi từ văn phòng đến khu chung cư, biệt thự, khách sạn, trung tâm thương mại, trường học và sân golf. Thế nhưng tính đến nay mới chỉ có khoảng 9.000 người sinh sống ở Forest City, biến nơi đây trở thành một thành phố ma. Chắc chắn không có một người dân Sihanoukville nào muốn Rim City cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Và đó cũng là những thông tin về dự án thành phố Rim của Campuchia. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.